Em là Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên, à, Nguyễn Thị Liên ở gần ngay đây luôn hay sao Liên? Dạ em ở gần đây mà đang cho con bú. Đang cho con bú. Đang cho con bú nha. Tội nghiệp trời ơi, đứa nhỏ nó bị dính sữa mẹ cái gì vậy? Chào đón bà con cô bác đang quay trở lại với chương trình Cơ hội đổi đời. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Anh Đức. Em, nãy giờ em xem hai người bạn của mình vượt qua thử thách đó, em thấy thế nào? Thấy mình đang rất là lo lắng, không biết là mình có đuổi kịp với lại hai người bạn cùng chơi của em ngày hôm nay hay không. Nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức. Mời chị Liên bấm nút chọn thử thách. Người chơi tìm đường đến tiệm bánh kem Thùy Linh để thực hiện nhiệm vụ của chương trình. Làm bánh, làm bánh. Anh sẽ đưa cho em chiếc điện thoại của chương trình. Dạ. Giữ liên lạc với anh. Anh sẽ chỉ đường cho em, rồi đến nơi anh sẽ gọi để báo cho em biết cái nhiệm vụ của em cần phải làm là gì. 3, 2, 1, xác nhận, chạy. Ở đâu, bên này đúng không? Tiệm bánh Thùy Linh ở đâu? Bà con ở đây nếu như ai biết đường thì chỉ giùm cho anh Đức, đem Đức đến đó thật nhanh nha. Mọi người ơi, chúng ta thấy rằng là cũng có các bạn nhỏ đang chạy theo mà chỉ đường cho anh Đức. Cũng là các bạn học sinh rất dễ thương của Châu Pha. Bên kia em đi lên, bên kia em đi lên. Đây, chị đây, chị đón em đây, vô đây, vô đây. Rồi. Có khéo tay không, khéo tay không? Có. Vô ngồi, vô ngồi. Rồi, bây giờ nghe chị nè, mở loa lên để coi làm như thế nào. Alo, bây giờ nhiệm vụ nghe này nha. Người chơi là có sẵn nguyên liệu, dụng cụ, hãy trang trí bánh kem thật nhanh và thật đẹp. Số tiền của chúng ta đang có bây giờ là 27.900.000. Đây em ơi, trang trí giống cái mẫu này. Rồi. Em là thiết kế theo cái kiểu của em nha chị. Chứ em trời, em làm giống chị thì mất thời gian lắm. Đúng rồi. Dạ. Dạ ơi. Đúng rồi. Đó, đẹp quá. Nào, cái này màu trắng. Bình tĩnh. Số tiền của chúng ta đang có bây giờ là 26.900.000 đồng. Lẹ lẹ tay lên. Bây giờ em quen rồi, em làm gì nè, nó lẹ. Sắp thành rồi Đức. Sát vô chân bánh. Cái mỏ nhọn quắt luôn. Quý vị ơi, tập trung mỏ nhọn quắt luôn rồi. Em xe người tới vô rồi. Em xe, đúng rồi, em xe qua phía này. Xe qua đây. Đó, đúng rồi. Rồi, cứ đưa cái... Rồi ok. Cái mong bên Đức làm đó mình kéo. Bây giờ thì anh Đức vẫn đang tiếp tục trang trí của bánh. Mình thấy là bên trên đó như có bông, có hoa gì rồi kìa. Dạ, bông em đẹp lắm nè quý vị. Nhanh lên Đức ơi, chúng ta đang có 24.400.000 Đức ơi. Trời ơi. Tay không rung một chút xéo xíu nào luôn. Xuất sắc yêu ơi. Bông nữa là đủ rồi. Nãy giờ thưa bà con, thấy chị Liên rất là hồi hộp, rất là căng thẳng. Chị lau mồ hôi suốt luôn. Không phải chỉ là vì nóng đâu quý vị, mà là vì hồi hộp, có phải vậy không chị? Dạ. Hồi hộp. Hiện nay số tiền mình đang có là 23.400.000 đó chị. Chị ơi, xong rồi chị ơi. Yeah, được 5 cái bông rồi. Sau khi mà trang trí sơ sơ bánh kem rồi, em sẽ viết lên bánh kem một cái tên mà mình yêu thích. Dạ, em viết tên Liên rồi, em hoàn thành rồi. Cuối cùng người chơi tìm cho được người có tên trùng với tên đã được ghi trên bánh kem. Và tặng chiếc bánh kem cho người đó thì sẽ hoàn thành thử thách. Ở đây có ai tên Liên không ạ? Em có giấy chứng minh nhân dân không? Giấy chứng minh nhân dân của em đâu? Chạy mấy giấy chứng minh nhân dân cho chị đi. Không có bánh nhân dân, không có chứng minh nhân dân giờ làm sao được. Bây giờ chị nào có tên Liên không? Đức ơi, em năn nỉ đi Đức.
phải có giấy chứng minh nhân dân. Đây có ai tên Liên không hả? Ai tên Liên không? Biết vòng vòng đây có ai tên Liên không? Quý vị ơi, quý vị nhận cái bánh này là tụi em sẽ có cơ hội đổi đời cho người khác. Chị ơi, chị tên Liên không? Có ai tên Liên không? Em tặng cái bánh. Trời ơi, đây có ai tên Liên không? Này. Phải nhận dạ, em chạy cần tìm thân nhân tên Liên. Bé ơi, chạy đi coi, chạy đi coi, chạy đi tìm người tên Liên, nhanh lên. Chị ơi, nhà bà con mình đây có tên Liên không? Có tên Liên của em nhận tặng bánh cho chị. Có tên Liên không ạ? Chị ơi, chị có phải tên Liên không? Trong nhà có ai tên Liên không chị? 17.400.000 và nó đang vơi dần bà con ơi. Trong khi đó thì anh Đức vẫn chưa tìm được người nào tên là Liên để có thể gửi tặng quả bánh. Chẳng mới được. Chị ơi, gì phải tên Liên không? Dạ, có ai tên Liên không? Có cô Liên không? Có chị Liên phải không? Có chứng minh nhân dân. Em cảm ơn chị. Có nha. Đúng tên Liên nha. Em tặng chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Đúng rồi, bà con ơi. 6686 6686 6686 xác nhận, bấm nút xác nhận. $13,389,019 Em cảm ơn chị Liên nhiều. Đưa cho mọi người thấy chị ơi, 13 triệu, hơn 13 triệu đồng. Xuống đây chúc mừng với con mình nè. Anh Đức đã quay trở về cùng với chị Liên. Mời chị Liên lên sân khấu luôn. Trời ơi, có con gái dễ thương quá. Rồi, mời hai mẹ con lên đây luôn. Tuyệt vời luôn quý vị ơi. Trời ơi, cho tôi hỏi thăm một chút xíu. Chị Liên ơi, chị tên là cái gì Liên? Em là Nguyễn Thị Liên. Nguyễn Thị Liên, à, Nguyễn Thị Liên ở gần ngay đây luôn hay sao Liên? Dạ, em ở gần đây, mình đang cho con bú. Đang cho con bú. Đang cho con bú nha. Tội nghiệp, trời ơi đứa nhỏ nó bị dính sữa mẹ cái gì vậy? Dính bánh kem. Đang gọi bé 6 tháng nữa. À, đang cho bé 6 tháng bú. Dính bánh kem. Dính bánh kem. Nghe một cái là bỏ con qua một bên, dứt ra là phóng đi chạy giúp em người liền. Em cầu thang xuống còn bị té ngã nữa. Còn bị té ngã nữa. Trời ơi, bị té ngã nữa, thương quá. Tội nghiệp quá, thương quá. Vỗ tay mọi người ơi.